Rồi, báo cáo ông bác, hôm nay mới lại đi chợ, khoảng độ 3 phiên này mới lại đi chợ. Phiên đầu tiên của tháng 10 mới đi chợ đấy. Thì hôm nay thứ 7, nhưng mà cây thì cũng thực tế mà nói là cũng không nhiều lắm. Nhưng mà người đi rất đông, người đi khá đông, vừa đi vòng. Thì giờ quay để các bác xem một số cái cây tiêu biểu của nhà. Rồi, đầu tiên là hôm nay có cái hàng phôi này. Hàng phôi hương nhiên này lên, còn thấy to quá nhỉ. Thì phép quay phim thì bác nhá. Biết quay thôi. Được rồi. Như cái phôi này thì bao tiền một con cục này hả bác? 15 triệu. Anh trái quá. Hay đấy. Nhà mình Hưng Yên lên hả bác? Hay ở đâu? Nhà có nhiều cái loại mà nó nhỏ nhỏ tầm găng tay đâu, nó cu cục. Để về nhà. Có đúng không? Đọc cho em số với địa chỉ cái, lưu lại. Hôm nào về thăm. Đọc cứ đọc luôn. Lưu luôn vào và bên kia. 036 382 6729. 6729. Mình ở địa chỉ này. Khoái Châu. Khoái Châu Hưng Yên. Rồi. Là xuống em sẽ alo trước. Mấy anh em đi chơi. Rất nhiều hàng đúng không? Ừ. Chơi bọn em chơi được mini thôi nhưng mà cứ cục kịch từ xưa. Cảm ơn bác nhé, để tham khảo. Giá mà có diện tích mà múc con này thì hay quá. Đây, có phôi rất là gớm. Phôi rất gớm. Điền cả đây. Đang nuôi sổng. Nó nuôi thỏng sổng trong thùng xốp. Tự nhiên nó còn gian nan nhưng mà nó cũng là một phôi rất là quái. Rất quái. Thế như cái con này thì bao nhiêu ạ? 15 triệu. Cũng 15 rồi đúng không? Nó đẹp. Này to quá. Này to quá rồi. Xem nó hỏi ra. Còn to này thì có hơn không ạ? Thế đâu. Con này rẻ nhất. À đúng không? Con này thì hơi gian nan nhỉ. Để quay chi tiết từng cây một. Ai thích thì đến mà alo mà lấy. Đấy. Quái ghê đấy. Cục kịch. Cục kịch. Tất cả 15 triệu hết. Đấy. Các nhà vườn mà lên đây bán thì giá nó mới hợp lý. Chứ mấy bà ông bà ở đây bán qua bao nhiêu cấp rồi mệt lắm. Nói chung về cái giá khó nói lắm. Vì là có thể cùng một cái cây nhưng vào tay người này là người ta bán hàng mấy chục triệu. Có người thì chỉ bán một hai vài triệu thôi. Khó nói lắm. Cây lá giá vô cùng. Cây lá giá vô cùng. Đấy. Các bạn biết nhiều khi cứ bảo đắt rẻ chả biết thế nào được các bạn. Đắt rẻ so với ngoài chợ nhưng mà rẻ so với chỗ khác khó. Đấy, phôi kinh khủng, kinh điển. Đấy, đang phun rễ rất mạnh. Đây đây, ra khé lại. Ở dưới có phải của mình không anh? Cái đa ấy có phải không? Của mình cái đa là bao tiền? 1.2 triệu. Để xem cái. Cái đồ nhỏ nhỏ mà chơi dễ. Cái này thì thích nhưng mà không có đất. Đó. Để anh em nào xem cái thích thì liên hệ qua lấy. Đấy. Cụm rừng. Mặt kia đẹp hơn. Liền. Những năm 2012 đổ ngược, đổ về trước ấy, thì con này chả biết là bao nhiêu tiền. Nhiều tiền lắm. Tiền. Dính tiền là lại nhiều tiền. Thực tế mà nói quê thì
chơi nó lâu hơn thôi, chứ mà quê mà hoàn thiện rồi thì giá rổ nó không kém đâu, chơi nét cũng kém lắm. Đấy là các bác chia sẻ các bác như vậy. Còn đang ốm mình cố gắng qua ra đây tí, với lại cũng phải đang đi làm ấy, quá nhiều việc. Đây, đây cái ông cục kịch này cũng 15 thôi, to mê này. Đấy, mà về đầu tư về chăm được những con này thì sau nó đỉnh rồi thì giá rổ nó vô cùng lắm. Đấy, đi qua, xin phép đi qua cái hàng này. Hàng này mini, mini đà, đà lông. Đây, đà lông. Đà lông nhưng mà bệ hơi tở, không được giờ. Bệ này như bệ đề ấy. Đang bệ như bệ đề. Tam đa đây. Làm cái gì anh ơi? Đang ngắm, vừa hỏi ông chủ kia rồi. Có khoảng mấy triệu? À con này à? Anh múc con này à? Không, em đang... À đang bán gì hay là đang xem gì? Vậy đồng 2 này, hợp lý quá. Đa này chơi hay, giờ kiếm một con đa mini ít đấy. Đâu đi, anh kia mua đi. Đa này 8 nít là lấy đấy nha. Về chơi nhiều. Múc đi. Nít là mấy cái bảo em. Phân sẵn cái rồi mua đi. Đấy, có phân mà về mà không có cây thì về để làm gì? Cái cục này bao nhiêu mà? 13 triệu. À, gớm đấy nhỉ. Được đấy, đấy cái là cục nhưng mà nó không có tay tí rồi xuống chơi nó dễ. Đề đa đề xanh si đa đề. Cục này à, ăn hơn cả mấy con kia đấy. Đây, à đây à? Dạ. Lâu lắm rồi mới già đấy. Này ấy chưa có gì. Đây 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 đây. Đấy, đa đề đấy. Đây này, bây giờ chơi chơi là tương lai là phải chơi. Tương lai là phải chơi ông này. Thích chuột tịt. Đấy. Tương lai là phải chơi ông này. Hai cán bộ này chỉ thích chuột tịt thôi. Đúng rồi. Cứ thích lùn to chân dài, không thích cái người chân ngắn. Lùn dài này chỉ thích đàn bà thôi. Đây là chân quá ngắn, phải chọn chân dài với cây không thì đéo chọn. À đúng rồi. Thế vợ là phải chọn, phải ngược lại với cây. Cây đúng khi lùn nó không thích, vợ ông là phải dài. Phải dài. Tiêu chí là cứ ngược với cây là chơi. Vợ. Đấy. À cái này cũng vào chậu lâu rồi đấy chứ. Vào chậu lâu. Quá nhỉ. Làm cho nó phát đây cho nó có tí, cho nó có tí chân. Cái chậu dạng hình như thế cũng như làm ở đâu mà mờ tìm chả thấy chỗ nào. Chậu này mua ở khu Thái Bình Nam Định nhiều lắm. Đấy. Cái này kiểu khu Thái Bình Nam Định. Đấy, cái... Làm trông như đá nhỉ. Nó ép, nó như kiểu ép thủy lực thì nó mịn. Rồi. Trông như giống đá. Chứ còn khuôn tay không được. Cái này là khuôn. Đấy thì mua cây xong rồi lấy cái chậu. Bán chậu bán. Cây này mới trồng rổ lên này. Đúng rồi. Chậu thì trồng cây này. Trồng cây té thôi. Vâng, cái này có tí nữa thì
chỗ này có tí thì vui đấy. Nhè, chỗ này có tí thì vui nhỉ. Này, này. 1-2 cái nhẹ nhẹ thôi thì vui. Đấy. Hạn chế sờ đây nó còn mất ăn mắt. Đấy, cứ như thế này thôi chứ. Đẹp quá. Đấy, mặt nạ như mặt này thì không phải đáng đồng tiền này. Về là 3 đến 5 năm nữa bán ở đây tay đông rồi. Đẹp đấy à, anh ạ. Ra sáng em ăn rồi. Ăn cùng vợ Hiền. Hiền nhá. Dạ vâng. Anh ăn đi. Mẹ. Mẹ biết. Tên YouTube của anh là gì? N2T bonsai. Tên gì không? N2T bonsai. Thỉnh thoảng anh hay đăng lên. Liên tục nhưng mà hay ở đây, của em đi làm ở đây. Không đi xa được. Bây giờ mới chỉ đi Ninh Hiệp, linh tinh mấy chỗ. Đã lên Ninh Hiệp chưa? Có lên rồi. Mè. N cao đấy. N thấp ấy, N Nguyễn ấy, N tự Nguyễn ấy. N số 2 với chữ T. Con sai. Đi. Hiển nhài đâu rồi. Không biết anh ấy đi đâu rồi đấy. Tới xem mà cuối người gọi. À không, đang xem tí. Vâng. 2 triệu. Rồi. Ông Hiển đâu rồi? Về bán cây. Mỗi chậu. Ông Hiển về bán cây nào. Mai đá hay là thân mực đây. Đây là ông này 2 triệu. Đất vàng. Đất vàng. Đấy, 2 triệu. Đây là hàng ông Hiền, vợ chồng ông Hiền, sim một chiếc. Đấy. Rồi, về để sang khu vực khác.